bốn đi cưng quá à. Số 1 cũng lạ nha. Số 1 ơi, sao em lại dán một cái hình đua xe công thức 1 vậy? Em thích tốc độ lắm hả? Tại vì em làm cho một công ty liên quan tới một chút xíu về xe á anh. Em bán xăng hả? Dạ em bán nhớt. Em bán nhớt. Vậy là con bé số 4 này nhà nó bán sữa nè. Để làm hãng kem. Hoặc là bán cái cây que. Dạ em đi được bao nhiêu nơi rồi? Việt Nam thì em đi gần hết. Đông Nam Á thì em đi được 6 nước. Xa hơn nữa thì em đi được Đài Loan, Hồng Kông, Thụy Sĩ, em ơi, Pháp. Dạ. Mình là phụ nữ, coi cũng được, làm ra tiền, có chức vụ. Vậy thì ví dụ như cái người chồng em rất là giàu có, cũng thành đạt, muốn em ngưng hết tất cả đi về nhà vậy thôi, không làm có chịu không? Em nghĩ là lúc đó người em chọn là người đã hiểu được em. Thì cái tuổi cái người á, mà thích em á, là đã thành đạt hết rồi. Tao muốn vợ mình đi khắp nơi nữa thì người ta muốn thu về. Chị thấy em nên lấy tí cương. Chị thấy em nên lấy tí cương. Nên lấy tí cương. Giật mình luôn á. Giật mình luôn. Gài hỏi luôn đúng hả? Chị nghe em nói là chị biết em làm gì làm, cũng phải bèo bèo, cũng phải phó phòng. Chứ không phải bèo 30 tuổi mà em đi bao nhiêu nước làm ăn vậy. Chứ không kinh doanh đồ gì ha. Chứ không sale đồ gì. Mà bây giờ lấy trên mình cỡ bốn mấy là giờ người ta có vợ, hoặc là ta đã lần gãy đổ. Còn nếu không là ta đã thành đạt rồi, ta muốn thu vợ về, không để vợ ra chiến trường nữa. Em cũng 30 rồi, trong khi anh Cương nhà cửa có, xe cộ có, tên tuổi cũng có, tiền có, ngân hàng số nhẹ, đúng không? Mà quan trọng là ảnh rất là mở lòng để chi cho vợ. Em cứ việc đi làm, hiểu không? Ổng đi quay xàm xàm lâu lâu vui, chạy tới đón về anh Cương là hợp lắm. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.